Bphone 3 giá chỉ 6.990.000 đồng. Chi tiết xem tại bphone.vn. Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Trên tay mình bây giờ đang là chiếc điện thoại Xiaomi Mi 9 SE. Đây có thể coi là cái chiếc điện thoại đầu tiên ở trên thế giới sử dụng con chip Snapdragon 712. Và ngoài cái việc nó sử dụng con chip Snapdragon 712 ra ấy, thì Mi 9 SE nó cũng đang có một cái mức giá dao động rất là rẻ. Nó chỉ rơi vào khoảng từ 7 triệu cho tới 8 triệu thôi, tùy theo cái phiên bản mà chúng ta lựa chọn. Đấy. Và đối với cả Mi 9 SE thì chúng ta có thể thấy là đây là một cái sản phẩm rút gọn của Xiaomi Mi 9. Đấy, nhưng mà nó vẫn giữ được những cái tinh hoa của Mi 9. Ví dụ như các bạn nhìn mặt lưng này. Đấy, nó có những hiệu ứng đổi màu rất là đẹp mắt như này này. Đấy, nhưng mà trước khi nói về mặt lưng thì chúng ta sẽ cùng điểm qua về từng phần của cái sản phẩm này đã. Thì cái cảm giác đầu tiên khi mà mình cầm Mi 9 SE ở trên tay đó là cái sản phẩm này nó khá là nhẹ. Đấy, và như Xiaomi công bố thì cái khối lượng của cái sản phẩm này nó sẽ chỉ rơi khoảng 155g mà thôi. Đấy, và họ cũng so sánh sang với cả những cái sản phẩm khác của Apple ấy, thì họ cho thấy là cái sản phẩm Mi 9 SE này nó khá là mỏng và khá là nhẹ. Cái độ mỏng của sản phẩm này thì nó cũng tương đối tốt, nó rơi vào khoảng 7.5mm. Đó, ở phía mặt trước này thì chúng ta sẽ có một cái camera tự sướng có độ phân giải là 20 megapixel. Và cái camera tự sướng này thì nó quét lõm luôn xuống tạo thành một cái màn hình giọt nước cho sản phẩm này. Ở phía trên cùng này thì chúng ta sẽ có cả một cái giải loa thoại. Cái sản phẩm này thì cũng chỉ có một loa ngoài mà thôi nhé. Còn cái phần phía trên này nó chỉ là loa thoại mà thôi chứ không kim luôn loa ngoài đâu các bạn ạ. Và cái phần phía dưới này thì mình thấy là nó làm dày hơn so với cả Xiaomi Mi 9, nhưng mà với cái tầm tiền mà chúng ta có thể lựa chọn được trong cái tầm giá từ 7 triệu cho tới 8 triệu đồng thì mình thấy là như thế này cũng khá là hợp lý rồi. Kể cả những cái phần viền hai bên của nó này thì nó cũng làm dày hơn Mi 9, nhưng mà đối với cả cá nhân mình với một sản phẩm giá rẻ như này thì là ở mức chấp nhận được. Còn nếu mà chúng ta so sánh sang với cả cái sản phẩm tiền nhiệm của nó đó là Mi 8 SE thì mình thấy là Mi 9 SE nó đã làm cái phần mặt trước này nó gọn gàng hơn rất là nhiều rồi. Điểm qua từng cạnh của Mi 9 SE thì ở phía bên cạnh trái chúng ta sẽ gồm một cái khay để chứa SIM. Máy này thì sẽ chỉ có 2 nano SIM và không hỗ trợ thẻ nhớ. Ở phía bên cạnh phải thì chúng ta sẽ gồm phím nguồn cũng như là phím tăng giảm âm lượng. Ở phía bên cạnh dưới chúng ta sẽ gồm cổng sạc chuẩn USB Type-C, sẽ có thêm loa ngoài và một cái giải giả loa nữa. Và tất nhiên với cái khung viền kim loại như này thì chúng ta sẽ có thêm những cái vạch chia bằng nhựa như này để cho máy có thể thu phát sóng tốt hơn. Ở phía bên trên này thì chúng ta sẽ gồm một cái mic phụ thu âm, kèm theo đó là một cái mắt thần hồng ngoại để cho chúng ta có thể điều khiển các thiết bị trong nhà, ví dụ như là TV hay là điều hòa. Và ở phía mặt sau này chính là cái điểm nhấn khác biệt của Mi 9 SE so với cả Mi 8 SE. Ở phía sau này thì cái điều đầu tiên mà chúng ta nhận thấy đó là Mi 9 SE năm nay nó đã có 3 camera thay vì chỉ 2 camera giống như là trên Mi 8. Nó cũng sẽ có một camera chính có độ phân giải rất cao lên tới 48 megapixel, cũng có một camera tele. Tuy nhiên năm nay Mi 9 SE nó đã bổ sung thêm một cái camera góc rộng. Lát nữa thôi thì mình sẽ nói chi tiết hơn về cái camera này sau. Ở phía dưới này thì chúng ta sẽ gồm đèn flash, và phía dưới cùng thì chúng ta sẽ có logo của Xiaomi, kèm theo đó là dòng chữ Design by Xiaomi. Cái mặt lưng của Xiaomi Mi 9 SE nó là mặt lưng kính và có khả năng đổi màu. Cái mặt lưng kính này thì tất nhiên nó sẽ để lại tương đối nhiều mồ hôi và dấu vân tay, nên là trong quá trình sử dụng ấy thì nó sẽ khiến cho cái sản phẩm nó tương đối là bị dơ. Nhưng mà mình thấy là sản phẩm nào thiết kế bằng kính nó cũng vậy thôi, nên chúng ta cũng không phải quá quan trọng cái điểm này. Và nếu mà chúng ta để ý kỹ nữa thì năm nay ở phía mặt lưng của Xiaomi Mi 9 SE nó đã không còn cảm biến nhận diện vân tay nữa rồi, mà cái cảm biến vân tay của nó đã được đặt ở ngay bên trong màn hình, rất là giống như là trên Mi 9. Và có thể coi là đây là một trong những sản phẩm giá rẻ nhất mà chúng ta có thể lựa chọn được để tìm mua một sản phẩm có cảm biến vân tay ở phía trong màn hình. Cái phần mặt kính ở phía sau này của Xiaomi Mi 9 SE thì mình không biết là kính cường lực mấy. Tuy nhiên là mình biết rằng là cái kính cường lực ở phía mặt trước này của Mi 9 SE nó là kính cường lực Gorilla Glass 5. Đấy, nó kém hơn một đời so với cả kính cường lực Gorilla Glass 6 ở trên Mi 9. Nhưng mà kính cường lực Gorilla Glass 5 cũng là cái loại kính cường lực rất là tốt rồi. Và tiện thể nói về phía mặt trước này thì chúng ta cũng cùng điểm qua màn hình của Mi 9 SE đi. Thì Mi 9 SE nó sẽ có một cái kích thước màn hình thu gọn hơn so với cả Mi 9. Nó sẽ có kích thước là 5,7 inch, độ phân giải sẽ là Full HD cộng, cái tỷ lệ màn hình của nó sẽ là 19.5:9, nghĩa là 1080 nhân với cả 2340 pixel. Cái mật độ điểm ảnh cho ra ở trên sản phẩm này nó rơi vào khoảng 432 PPI. Và cái màn hình của chúng ta là màn hình Super AMOLED
Đấy, với một cái tầm tiền như này nhưng mà Mi 9 SE vẫn được trang bị một cái tấm nền màn hình cao cấp, như thế là một cái điểm đáng khen của sản phẩm này rồi. Với việc được trang bị màn hình Super AMOLED thì Xiaomi Mi 9 SE nó sẽ có những ưu điểm về mặt màn hình. Ví dụ như là độ tương phản của màn hình này rất là cao, khi mà ra ngoài trời nắng thì nhìn rất là rõ ràng. Nếu chúng ta nhìn vào ban đêm thì màu đen của nó khá là sâu, khiến cho chúng ta xem phim nó đỡ bị mỏi mắt. Và đối với cả tấm nền màn hình AMOLED thì gần như là cái màu đen nó sẽ không tiêu thụ điện năng đấy. Và màn hình AMOLED thì thường là nó sẽ tiết kiệm điện năng hơn là màn hình IPS đấy. Tuy nhiên là cái màu sắc của màn hình AMOLED thì mình thấy là nó tương đối rực và nó không được thật như là ở trên màn hình IPS. Còn tựu chung lại thì màn hình của Xiaomi Mi 9 SE năm nay khá là đẹp, và mình thấy là nó trong trẻo hơn rất nhiều so với cả màn hình của Mi 8 SE. Đối với cả cái màn hình giọt nước như này thì khi mà chúng ta xem những cái nội dung ở trên YouTube, ví dụ như là các bạn xem kênh Dương Dê, bây giờ mình đang để cái định dạng là 16:9 ấy, thì nó sẽ bị hai cái dải đen đấy, nhìn tương đối là vô duyên. Và khi chúng ta zoom lên thì zoom lên hết cỡ thì nó cũng sẽ bị một cái phần chiếm dụng diện tích ở chính cái camera giọt nước như này. Đấy, thì đấy là những cái nhược điểm của cái màn hình mới. Nhưng mà bây giờ xu thế mới thì chúng ta phải cập nhật những cái màn hình mới như này, thì chính những cái màn hình mới như này nó mới tạo cho cái sản phẩm chúng ta nó có một cái thiết kế nó đẹp mắt hơn là ngày xưa. Về hiệu năng thì Xiaomi Mi 9 SE, cái phiên bản mà mình đang cầm ở trên tay này, nó sẽ có RAM là 6GB, bộ nhớ trong là 128GB. Nó cũng sẽ có thêm một cái phiên bản nữa, RAM cũng là 6GB nhưng mà bộ nhớ trong thì thu gọn lại còn có 64GB thôi. Và cái con chip được sử dụng ở trên Mi 9 SE nó là con chip Snapdragon 712. Cái điểm số AnTuTu cho ra ở trên con chip Snapdragon 712 này nó rơi vào khoảng 182.000 điểm, nghĩa là cao hơn điểm số AnTuTu ở trên con chip Snapdragon 710. Tuy nhiên là cái con chip Snapdragon 712 này nó chỉ là một cái bản nâng cấp nhẹ của con chip Snapdragon 710 thôi. Và theo như Qualcomm công bố thì cái con chip này nó mạnh hơn khoảng 10% so với cả con chip Snapdragon 710. Với cái điểm số AnTuTu như thế này thì nếu chúng ta xem chi tiết hơn ấy, thì cái sản phẩm người ta nó sẽ có điểm số CPU rơi vào khoảng 72.000 điểm và điểm số GPU nó rơi vào khoảng 55.000 điểm. Đây cũng là một cái điểm số tương đối cao, và mình nghĩ là với cái điểm số như này thì chúng ta hoàn toàn có thể thoải mái chơi những cái game tương đối nặng ở trên thị trường bây giờ. Về camera thì năm nay Xiaomi Mi 9 SE đã sở hữu bộ 3 camera ở phía sau. Nó sẽ có một camera chính có độ phân giải là 48 megapixel, khẩu độ là f1.8, và cái kích thước màn ảnh của nó sẽ rơi vào khoảng 0.8 micron. Cái camera này thì khi mà chụp ảnh ở trong cái điều kiện thiếu sáng ấy, thì nó hoàn toàn có thể gộp 4 điểm ảnh vào là một để cho ra một cái bức ảnh có độ phân giải là 12 megapixel, nhưng mà cái kích thước ảnh nó sẽ lớn hơn khá nhiều, rơi vào khoảng 1.6 micron. Và nếu mà mình nhớ không lầm thì cái cảm biến ở trên camera chính của Mi 9 SE nó là cảm biến Sony IMX586, khá giống với cả con Xiaomi Mi 9. Và nếu mà Xiaomi tối ưu hóa cái thuật toán camera ở trên Mi 9 SE này nó giống như là Mi 9 thì mình nghĩ là hai sản phẩm này có thể chụp ảnh camera chính gần như chẳng khác gì nhau đâu. Và cái camera chính 48 megapixel này của Mi 9 SE thì chúng ta kích hoạt lên rất là dễ dàng thôi. Chúng ta sẽ kéo vào cái phần cuối này, vào cái phần chế độ chuyên nghiệp, và chúng ta sẽ bật cái 48 megapixel này lên. Đấy, và bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với cả camera khác nhé. Thì ngoài cái camera chính này ra thì nó cũng sẽ có thêm một cái camera tele nữa. Thì cái camera tele của sản phẩm này nó sẽ có độ phân giải là 8 megapixel, khẩu độ là f2.4. Cái camera này thì sẽ có cái kích thước màn ảnh rơi vào khoảng 1.12 micron, và nó cũng sẽ có thêm một cái camera góc siêu rộng nữa. Camera góc siêu rộng này của nó thì sẽ có độ phân giải là 13 megapixel, khẩu độ là f2.4, và cái kích thước màn ảnh của nó sẽ rơi vào khoảng 1.12 micron. Và các bạn có thể thấy luôn là với cái góc siêu rộng như thế này thì góc chụp chúng ta nhìn rất là nhiều luôn. Đấy, chúng ta có thể nhìn được thấy luôn cái tripod này ở phía xa xa này. Đấy, rồi chúng ta có thể nhìn thấy cả Redmi Note 7 ở đây nữa. Còn để biết xem là cái camera nào là camera chính, camera nào là camera góc rộng, cũng như là camera nào là camera tele thì rất là đơn giản thôi, chúng ta sẽ lại che camera đi. Đấy, nếu chúng ta che cái camera giữa này này, đấy thì camera giữa của nó vẫn là camera chính. Đấy, còn bây giờ thì chúng ta sẽ bật cái camera góc rộng lên nhá. Thì nếu mà chúng ta che cái camera ở trên cùng này lên này, đấy thì nó sẽ là camera góc rộng. Nó hơi khác hơn so với cả Xiaomi Mi 9 về cái việc sắp xếp bố cục camera. Đấy, đối với cả Mi 9 thì cái camera trên cùng này của nó có cái vòng tròn ở bên trong này, thì nó lại là cái camera tele. Còn đối với Mi 9 SE thì nó là camera góc rộng. Đấy, và cái vòng tròn này nó cũng sẽ thay đổi màu sắc nếu chúng ta nghiêng đi như này, rất là đẹp mắt. Còn và cuối cùng thì ở phía dưới cùng này thì tất nhiên rồi,
chúng ta sẽ có cái camera tele, thì nó chính là cái camera ở dưới cùng như này. Và nếu mình che đi thì tất nhiên nó sẽ không nhìn thấy gì cả. Thêm những cái tính năng khác của Xiaomi Mi 9 SE thì nó sẽ có những tính năng gì đây? Nó sẽ có quay video bình thường này, nó sẽ có quay video super slow motion. Ồ, cũng là 960 khung hình trên giây nhé các bạn nhé. Mình cũng hơi bất ngờ bởi vì là cái con chip Snapdragon 712 này có thể quay được video 960 khung hình trên giây nhé. Nó cũng sẽ có quay video ngắn này giống như là Mi 9 này. Đấy, rồi là nó có cả chế độ portrait là chụp ảnh xóa phông này, để xem là cái giải lập khẩu độ của nó là bao nhiêu nhé. Giải lập khẩu độ của nó là sẽ là từ f1.0 cho tới f16. F16 là nét từ đầu đến cuối luôn đấy. Còn f1.0 thì nó kia theo kiểu là lấy nét điểm rồi. Nếu mà chúng ta chụp ảnh mà muốn lấy nét ở một cái vùng rất là bé thì chúng ta sẽ lựa chọn là f1.0. Đấy, nó có chế độ chụp ảnh ban đêm này, rồi là square là chụp ảnh vuông này, để cho chúng ta có thể up lên Instagram hoặc là up lên avatar Facebook này. Có chế độ chụp ảnh panorama toàn cảnh này, và chế độ chuyên nghiệp, để xem là chế độ chuyên nghiệp này nó sẽ có những cái gì. Đấy, chế độ chuyên nghiệp thì tất nhiên rồi, chúng ta sẽ có điều chỉnh camera 48 megapixel ở đây nhá. Đấy, chúng ta cũng sẽ có điều chỉnh cân bằng trắng này, điều chỉnh lấy nét bằng tay này, điều chỉnh đây là điều chỉnh phơi sáng rồi. Phơi sáng của nó sẽ tối thiểu là 1/1000 giây và tối đa là 32 giây. Đấy, nó có thể điều chỉnh thêm được cả ISO nữa, ISO tối thiểu là 100 và tối đa là 3200. Và điều chỉnh luôn camera góc rộng, camera tele ở đây luôn. Và đó là những cái tính năng về 3 camera sau của Xiaomi Mi 9 SE. Và camera trước của Mi 9 SE thì sao? Camera trước của Mi 9 SE gần như là y xì đúc như là camera trước của Xiaomi Mi 9. Chúng ta sẽ có một camera có độ phân giải là 20 megapixel, khẩu độ là f2.0 và kích thước ảnh là 0.9 micron. Với camera này thì mình thấy là nó rất nét luôn, cực kỳ đẹp đối với camera trước. Thực sự là năm nay Xiaomi có một cái cải tiến mà khiến cho mình rất bất ngờ đối với cả camera trước của cái sản phẩm này. Đấy, các bạn nhìn này. Tất nhiên rồi, cũng như là Mi 9 thôi, Mi 9 SE nó sẽ nhìn được rõ từng cọng râu ở trên camera trước như này. Đấy, bây giờ thì mình sẽ xem là nó có những tính năng gì khác nữa không. Nó cũng sẽ có chụp ảnh xóa phông đối với cả camera trước và khi mà mình bật lên như này. Đấy, xóa phông thì nó sẽ lấy nhận diện khuôn mặt này của mình để mà nó xóa phông những cái phần ở phía sau này. Đấy, và cái camera xóa phông này thì chúng ta cũng có thể giả lập được khẩu độ. Khẩu độ của nó sẽ là từ f1.0 cho tới f16. Đấy là những cái tính năng về camera của Xiaomi Mi 9 SE. Về pin ấy thì Xiaomi Mi 9 SE sở hữu viên pin với mức dung lượng là 3070 mAh. Cái viên pin này thì mình thấy là cũng ở mức độ bình thường thôi. Tuy nhiên là có hỗ trợ công nghệ sạc nhanh thì chúng ta cũng không phải quá lo lắng với cả cái việc sử dụng pin ở trên sản phẩm này. Và về các yếu tố khác ấy, thì ngoài cái việc là nó có cái cảm biến vân tay một chạm ở bên trong màn hình như này thì nó cũng sẽ có thêm một cái cảm biến nhận diện khuôn mặt 2D cực kỳ nhạy nữa ở phía mặt trước như này. Đấy, và bây giờ thì chúng ta sẽ đi sâu hơn về phần mềm của Xiaomi Mi 9 SE nhé. Đối với cả một cái sở nó rất là mới như này, tất nhiên Xiaomi sẽ trang bị ở đây là Android 9 rồi này. MIUI cũng sẽ là MIUI 10 luôn. Và chính xác ra thì nó là cái phiên bản MIUI 10.9.2.21. Và đó là tất cả những cái gì về Xiaomi Mi 9 SE mà mình có thể show ra cho các bạn trong ngày hôm nay. Tất nhiên là mình sẽ có những bài đánh giá chi tiết từng phần một của cái sở này để xem là cái sở của chúng ta nó có hấp dẫn hay không. Đấy, còn các bạn thì các bạn cảm thấy sao về Mi 9 SE? Và với những cái cải tiến như vậy so với cả Mi 8 SE thì theo các bạn có bỏ tiền ra để mua sản phẩm này không? Xin mời comment để lại ý kiến ở phía dưới video. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.